Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, xin chào anh Võ Sinh Nhật nhá. Vâng, anh ở Bình Dương. Vâng, anh Nhật anh lấy bên Zika được khá là nhiều món rồi ạ. Vâng, hôm nay anh đã quay trở lại với một đô la lời bốt 151. Vâng, một lần nữa lại cảm ơn anh Võ Sinh Nhật. Vâng, tên anh rất là hay, nghe đã đủ mạnh mẽ rồi ạ. Vâng, đây là đô la lời bốt 151 đấy ạ. Và bên em đang test trước khi gửi cho anh cũng như các lần trước ạ. Vâng, anh là một người khách hàng khá là thân thiết đấy ạ. Vâng, đặc biệt cái đôi này bên em bán 950.000 bạc các bác nhé, trên đường bưu điện đấy ạ. Vâng, và bên em có tặng anh 10 mét dây để anh kết nối với lại loa lời. Vâng, loa lời như thế này thì là tác dụng tập trung vào cái giải chung hay gọi là cái giải lời ca sĩ, lời bài hát được tách bạch hơn. Vâng, được tách bạch. Có những cái bộ dàn karaoke rất là thiếu giải chung hay là giải lời ca sĩ thì chúng ta nên hỗ trợ thêm một đôi loa lời bốt 151. Vâng, nó tuy nhỏ hơn nhưng em nó có võ ạ. Vâng, nó hỗ trợ cái giải chung rất tốt, tuyệt vời luôn ạ. Để nói ở trong cái mức độ cái mức giá 950.000 thì không có một đôi nào có thể vượt qua được cái bốt 151. Vâng, thị trường đánh giá rất tốt, người tiêu dùng đánh giá rất tốt ạ. Vâng, và anh Nhật anh cũng đã quay trở lại với Zika Audio với một đôi loa lời bốt 151. Vâng, bên em bắt đầu đang test đấy ạ. Giải chung rất là tuyệt vời. Vâng, để nói bộ dàn karaoke một bài hát được hay, lời ca sĩ được sáng hay là chúng ta hát karaoke được bay bổng thì cái đôi bốt 151 loa trợ lời thực sự nó là hiệu quả. Và nói chung là không phải bàn nói về cái mức độ hay hay là không hay, đây là dòng loa chuyên hỗ trợ giải chung. Vâng, rất là tuyệt vời. Và đây là hàng nhập chính hãng Trung Quốc, để các bác yên tâm về chất lượng, về sản phẩm, về chế độ bảo hành của công ty Zika Audio với từng ba khách hàng một ạ. Vâng, và bên em cũng đang kết nối trực tiếp với đằng sau đây. Ngày xưa cái đôi loa lời này nó không được tích hợp tụ bảo vệ vì thế rất là hay dễ cháy, nhưng bây giờ cái công nghệ nó được phát triển và nó được tích hợp tất cả phía bên trong rồi ạ. Không bao giờ lo cháy các bác nhé. Vâng, dòng bốt đã được tích hợp rất là hay về cái tụ bảo vệ chống cháy. Và bên em cũng đang test trực tiếp đấy ạ. Và em đang đấu đằng sau cái đẩy rất là khỏe, 4850 là 850W một kênh. Vâng, em lại bật một chút xíu đây nè, chúng ta lại nghe một đoạn nhạc. Đặc biệt phía trong là làm cái mặt bát màu đỏ rất là đẹp. Vâng, bên em đang đóng hàng, tiếng băng dính nó hơi kêu một chút xíu. Vâng, hiện tại cái đơn loa lời 451 của anh Võ Sinh Nhật hoạt động rất tốt nhé. Vâng, đây xin phép bảo ra cho những người đóng hàng gửi cho anh. Cũng như lần trước ạ, vâng, anh chờ giúp bên em khoảng tầm 5 đến 7 ngày thì là sẽ về đến Bình Dương. Vâng, sau cùng em chúc anh Nhật và gia đình sức khỏe và thành công ạ.